Here's why we don't really reach into the future. We're trapped either by regret of the past or the routine of the present. So busy with the routine of the present, we don't give much thought to designing the future. Và rồi cứ thế, phần lớn mọi người ngồi chờ cho một bài giảng, một cuốn sách, một bài báo hay một người tình cờ nào đấy bất ngờ ập đến và thay đổi toàn bộ cuộc đời họ. Thay vì trước đó, hoàn toàn có thể ngồi xuống và dành thời gian trong một cuộc nói chuyện tử tế với một người duy nhất có khả năng giải quyết là bản thân. Điều này dẫn tới một thực trạng thường thấy khi rất nhiều bạn trẻ dễ bị những hình ảnh thành công hào nhoáng được nhào nặn qua giới truyền thông và lao vào đuổi theo cái được gọi là đam mê, nhưng lại quên mất dừng lại một giây và hỏi: ủa, vậy rốt cuộc mình thực sự thích quá trình hay chỉ bị hấp hồn bởi cái hình ảnh thành công đó thôi? Và bản thân có nhắm chịu khổ được khi chấp nhận con đường này không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Buồn là ít người chịu đi đến mức này. Nhưng để thành công, chúng ta cần sự quan tâm và kỷ luật thay vì chỉ đơn thuần là đam mê và những hành động ngẫu hứng. Hành động và kế hoạch sẽ là vô nghĩa nếu bạn không hiểu động lực đằng sau nó, cũng như việc ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu không có một kế hoạch rõ ràng để định hướng đường đi trong tương lai. Nào, lấy giấy bút ra thôi, chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta phải định nghĩa giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân. Giá trị cốt lõi cá nhân, core personal value, là những giá trị mà bạn ưu tiên nhất và sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời, mặc cho hoàn cảnh có ra sao hay tính cách có thay đổi đến thế nào. Đây là bài tập nho nhỏ giúp bạn phần nào định ra những giá trị như thế này. Trong một danh sách gồm 500 giá trị dưới đây, hãy chọn ra top 100, rồi lược xuống còn 50, tiếp tục đến khi còn 30, 10, 5, và cuối cùng là 3 giá trị mà bạn cảm thấy mình đang ưu tiên và quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại. Và cuối cùng, trong top 3 đó, hãy làm sao để thấy được duy nhất còn một từ nổi bật còn lại. Đây là giá trị được đặt lên trên hết của bạn. Đương nhiên sẽ có lúc nào đó vị trí của những giá trị đó bị thay đổi qua nhiều trải nghiệm sống trong tương lai. Có cái mất đi, có cái lại được thêm vào đó. Nhưng nếu xét về hiện tại, hãy để nó làm kim chỉ nam để dẫn đường cho mấy đứa con nít thò lò mũi xanh chưa có đủ kinh nghiệm sống biết xác định hướng đi như tụi mình. Khi bạn lớn lên theo thời gian, danh sách những giá trị này sẽ dần được ổn định hơn qua những lớp filters bạn tự tạo ra từ đúc kết của nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Nên đừng lo lắng nếu lúc này bạn đang cảm thấy lo sợ về danh sách này. Mình từng vật lộn 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài tập và không ngờ nó đã giúp bản thân phần nào sáng tỏ được khá nhiều về cái suy nghĩ không rõ ràng trước đó. Sau khi định nghĩa được giá trị cốt lõi của bản thân là thế nào rồi, mình không ngờ là kết quả mang đến lại là cảm giác tự tin hẳn lên trong suốt quãng thời gian trưởng thành sau đó. Một điều thú vị nữa là sau khi nhận biết được giá trị bản thân thế nào rồi, mình biết thông cảm hơn với người khác vì mình nhận ra được mỗi cá thể, mỗi giá trị khác nhau. Vì thế, không thể so sánh và bảo cái này tốt hơn cái kia được. Sau này, thay vì đánh giá người khác một cách nhanh chóng, mình thường đứng lại, hỏi thăm những lý do trong quá khứ nào của họ đã giúp định hình nên cái giá trị hiện tại và rất nhiều câu chuyện đầy cảm hứng và hay ho đến bất ngờ đã được kể. Tiếp theo, đơn giản thôi, hãy tự hỏi bản thân hai câu hỏi sau dựa trên những giá trị cá nhân được chọn ra ở trên và kinh nghiệm trong quá khứ. Đầu tiên, hạnh phúc là gì? Để trả lời câu hỏi này, hãy suy nghĩ về những điều làm bạn cảm thấy vui và thích thú trong cuộc sống. Có người hạnh phúc là được ăn ngon mặc đẹp, có người càng hạnh phúc khi có càng nhiều tiền và danh tiếng, có người đơn giản hơn định nghĩa hạnh phúc đến từ một thứ nho nhỏ trong cuộc sống, có người hạnh phúc khi gặp được người hiểu mình và đọc được cuốn sách hay. Chào bạn, là một học sinh sinh viên, chắc hẳn bạn đã từng đứng giữa ngã ba đường, không biết ngành nghề nào phù hợp với mình, hay thậm chí là ngã 10 đường. Ở đây chắc hẳn phải lo lắng hoang mang lắm nhỉ? Nhưng đừng lo, bởi vì đã có người trong muôn nghề. Cuốn sách tập hợp những chia sẻ tâm huyết từ những anh chị có nhiều năm kinh nghiệm, những góc nhìn toàn cảnh của các lĩnh vực chuyên môn khác nhau và những lời khuyên hữu ích về các kỹ năng cần thiết bạn cần trang bị ngay từ bây giờ. Hãy đồng hành cùng người trong muôn nghề để tìm ra con đường thành công phía trước nhé! Tiếp theo, thành công là gì? Mình nghĩ cách đơn giản nhất để trả lời câu hỏi này là bạn lập ra một danh sách tất cả những thành tựu lớn nhỏ mà bạn đạt được từ xưa cho tới nay. Và cũng dùng chiến thuật như trên, dần dần rút ngắn danh sách lại thành top 3 điều mà bạn tự hào nhất khi đạt được. Rồi ngẫm nghĩ xem, đối với bạn, như thế đã là thành công chưa? Bạn mong đợi bản thân sẽ đạt được những gì trong tương lai sau khi thấy được thực lực của hiện tại? Hãy viết tất cả những suy nghĩ của bạn xuống và cuối cùng rút ra định nghĩa trong một câu cho cả hai câu hỏi trên. Ví dụ, hạnh phúc
là tôi làm được điều mình thích với những người tôi yêu. Thành công là khi tôi kiếm được 1 tỷ đồng mỗi năm và nổi tiếng toàn thế giới. Đừng lười, đúng hay sai không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là bạn đang học được cách trình bày rõ ràng suy nghĩ của bản thân, làm chưa được thì làm lại, cho tới khi nào cảm thấy ổn rồi thì thôi. Ý của mình mà còn chưa diễn đạt được thì làm sao gào lên đòi thay đổi thế giới, đúng không? Đây là phần căn bản. Sau khi đã làm xong những bài tập trên, bạn có thể trong thời gian rảnh nhé, tìm hiểu rõ bản thân hơn bằng cách làm những bài trắc nghiệm tính cách, mẫu người, vân vân và vân vân, để phần nào đó có ý niệm hơn về tính cách, đặc điểm của mình. Nhưng cá nhân mình thấy những bài kiểm tra trên mạng thường không được chính xác hoàn toàn. Nó thường chỉ ra những đặc điểm chung chung và theo hướng khen ngợi hơn là chỉ rõ ra con người bạn. Những bài kiểm tra này phần lớn đưa kết quả mà bạn muốn đọc chứ không nhất thiết phản ánh thực tế. Nếu bạn muốn trở nên khác biệt với đám đông và tự tin làm chủ cuộc sống của bản thân, cuộc hành trình mới chỉ khởi điểm mà thôi. Điều thứ hai là lập một danh sách những giả định, những câu hỏi chưa có câu trả lời và 50 điều bạn muốn thực hiện trong 10 năm tới. Giả định là những niềm tin bạn nghĩ là đúng nhưng cần được kiểm chứng. Câu hỏi chưa có câu trả lời là những câu hỏi bạn chỉ trả lời được khi đã hành động. Ví dụ, tôi muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tôi thích nhiều cái quá, bây giờ nhìn cái nào cũng vui mà lao vào thì sợ sai rồi thất bại, vậy tôi phải làm sao? Tôi không biết đam mê của mình là gì. Tôi không biết mình giỏi hay dở cái gì. Lần nữa, bạn nên viết xuống tất cả, sau đọc lại top 7 điều lớn nhất cần được kiểm chứng. Nhưng đồng thời, bạn nên dành lại những điều bị lọt ra ngoài kia để sau này, sau khi kiểm nghiệm 7 điều kia xong, hãy lập một top 7 mới, khỏi mất công lại phải ngồi suy nghĩ rồi làm lại từ đầu. Tiếp theo, hãy suy nghĩ về 50 điều bạn nghĩ là quan trọng nhất mà bạn muốn giành được hoặc có được trong cuộc sống trong 10 năm nữa. Đây sẽ là những mục đích mà bạn đang hướng tới. Nó có thể là tìm ra đam mê, trở thành hình ảnh lý tưởng bạn tự vẽ ra trong đầu cho 10 năm tới, khám phá ra sở trường, sở đoản của bản thân, nuôi chó hay nuôi bạn gái, tự lập về tài chính, có một gia đình hạnh phúc, vân vân và vân vân. Hãy dựa vào những giá trị cá nhân mà bạn đã tìm ra được ở phần 1 để giúp bạn hoàn thành phần này. Thứ ba, kiểm nghiệm những giả định đó. 2/3 bài viết này hoàn toàn là về lý thuyết và phần cuối cùng là phần hành động, đồng thời cũng là phần quan trọng nhất. 10 năm là một khoảng thời gian rất dài và bạn không thể tính hết được những biến cố xảy ra trong tương lai, nhưng bạn có thể chuẩn bị sẵn những kiến thức và những kỹ năng cần thiết để đối đầu với bất cứ thứ gì cuộc đời có thể quăng vào mặt bạn. Dựa trên danh sách câu hỏi và mục tiêu ở phần 2, việc bạn đầu tiên có thể làm là Google con đường thực hiện đến mục tiêu. Nếu muốn làm nhà văn, hãy Google cách viết truyện ngắn. Nếu muốn học lập trình, hãy Google cách viết game. Nếu muốn học thiết kế đồ họa, hãy thử Google cách vẽ một logo. Nếu muốn làm kiến trúc, hãy thử Google cách thiết kế một bản vẽ nhà cửa. Tham khảo trước được quá trình để đạt được mục đích gì đó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc định hướng kế hoạch cho bản thân. Hơn nữa, học và làm là hai việc luôn đi đôi với nhau và bạn không hề thiếu nguồn trong thời đại 4.0 này. Quan trọng là bạn có muốn hay không thôi. Từ những khởi điểm này, bạn có thể lập ra lộ trình và kế hoạch cho ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm tới, 5 năm tới hoặc 10 năm tới. Ví dụ, tôi muốn bản thân từ một đứa không biết gì về lập trình trở thành một lập trình viên cấp cao Senior Software Developer trong vòng 10 năm tới. Rồi thử vạch ra vài cái mục tiêu hoặc vài từ khóa trong từng năm. Năm đầu tiên, tự tìm hiểu, nắm rõ khái niệm và công cụ cơ bản của lập trình. Năm 2, cộng đồng, tham gia hoặc tự thiết kế nhiều đồ án hơn để tăng kinh nghiệm thực tế. Năm 3 là việc làm, tìm những kỳ thực tập sinh dành cho người mới ở một vài công ty công nghệ và thử nộp đơn vào ABC, XYZ 50, 15, 50. Không có gì gọi là tuyệt đối chính xác và nó cũng không cần phải đúng bởi vì chắc chắn nó sẽ còn thay đổi nhiều trong tương lai. Nhưng thế thì sao chứ? Nếu nó là bạn bỏ được nỗi sợ hãi vô hình và xách mông lên hành động thì cứ mạnh tay mà vỗ đi, phải có trải nghiệm rồi mới sửa được chứ. Giống như khi bạn nghe rất nhiều review tốt xấu khác nhau về một cuốn sách, nhưng bạn sẽ không thể nào đánh giá nó được cho tới khi bạn thực sự đọc cuốn sách đó. Việc bạn đọc sẽ suy ra cảm nhận và kiến thức cá nhân sẽ đánh giá được cuốn sách đó thực sự hay hay là dở, sau đó suy ra được đánh giá và so sánh cảm nhận của mình có đúng hoặc sai với người khác như thế nào. Cuối cùng, bạn có thể tự rút ra một kết luận dành riêng cho bản thân. Mọi thứ cần phải học, bạn không thể học nếu không chịu làm. Điều này được áp dụng cho tất cả những kiến thức lẫn kỹ năng như là giao tiếp, nấu ăn, quản lý thời gian, quản lý tài chính, viết code mượt và sạch, vân vân. Qua nhiều lần lên kế hoạch và ngẫm nghĩ về hành động của mình sau khi kiểm nghiệm, bạn có thể sẽ thường xuyên thấy bản thân mình quay lại cái danh sách giá trị cốt lõi hoặc mục tiêu cho 50 năm sau. Không bất ngờ lắm, bạn sẽ thấy bản thân đang tiến bộ và càng ngày càng hiểu mình muốn gì, mặc cho nó có thành công hay thất bại như thế nào.
không có gì là tuyệt đối cả. Nên hãy cố gắng sao cho phiên bản hôm nay của bạn sẽ tốt hơn phiên bản ngày hôm qua, và đừng so sánh với thành tựu của người khác. Đơn giản bởi vì giá trị và quan điểm về hạnh phúc hay thành công của mỗi người là khác nhau. Cuối cùng, sơ lược lại, chúng ta có thể chia ra bài này thành 3 bước chính để lập nên một kế hoạch cho 10 năm sau. Đầu tiên, định nghĩa giá trị cốt lõi của bản thân. Tiếp theo, lập một danh sách những mục tiêu và giả định. Cuối cùng, lên kế hoạch rồi thực sự hành động. Và nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đã đưa lên kênh, hãy bấm subscribe và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!